Kính chào quý bà và anh chị em. Hôm nay 25 tháng 3 lễ truyền tiên. Lễ này được cử hành đúng 9 tháng trước ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế 25 tháng 12. Hai thánh lễ này đều nói lên một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của giáo hội. Trước hết là lễ truyền tiên với lời xin vâng của Đức Maria. Đức Maria đã công tác vào công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi con của Ngài là Giêsu Kitô. Trước hết chúng ta cùng xem lại đoạn phim Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người ngay từ thuở ban đầu và con người đã sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa như thế nào. Hãy có ánh sáng. Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hệ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo rằng các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Thank you.
ngươi ở đâu? Con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Người đàn bà ngài đã cho ở với con, đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Ngươi đã làm gì thế? Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các thầm hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Xúi dục của con rắn để rồi hái trái cây ăn và đưa cho chồng mình ăn, đó là một cái hình ảnh nói lên việc con người chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa, từ khước ân ban của Ngài. Và từ đó thì hậu quả là con người phải xa rời Thiên Chúa đời đời, phải chịu án chết. Nhưng tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài muốn cứu vớt con người, nên đến thời kỳ viên mãn, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho một cô thôn nữ nghèo là Maria. Mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn phim Lời Chúa trong phục vụ của lễ truyền tin hôm nay.
mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, bà đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Thưa các bạn, nếu như xưa kia ông Adam và bà Eva đã chống lại Thiên Chúa và công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã đổ vỡ, thì với lời xin vâng của Đức Maria, Đức Maria đã tái tạo lại công trình sáng tạo và cứu chuộc mà Thiên Chúa dành cho con người. Và đó là cái điểm đặc biệt nổi bật trong ngày lễ truyền tin mà chúng ta cử hành hôm nay. Trong lời chào của sứ thần khi đến với làng Nazareth, thì sứ thần chào cô thôn nữ Maria bằng một tên gọi mới, đó là Đấng Đầy Ân Sủng. Tên gọi này được thay thế cho Eva, là người đã chống lại Thiên Chúa xưa kia. Nếu như Eva chống lại Thiên Chúa thì ân sủng của Thiên Chúa đã bị khuyết, đã bị mất, đã bị vụt ra khỏi tầm tay của con người, thì lời chào của sứ thần dành cho Đức Maria là Đứng Đầy Ân Sủng, để xác nhận mẹ Maria là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, và mẹ là một Eva mới. Và như Adam nguyên tổ đã chống lại Thiên Chúa, thì Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria được gọi là Adam mới, Đấng Cứu Độ nhân loại. Và đó là tất cả ý nghĩa của lễ truyền tin hôm nay.